Rồi mình xin chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nhé. Hôm nay mình tiếp tục đi tét xả. Đó, khi mình tét là bắt đầu bên hông nó nhảy ra con nè. Thì bây giờ mình sẽ lựa bên nào chưa có tét mình sẽ tét. Đó, các bạn thấy tôm càng không? Tôm này là 300 ngàn một ký. Bây giờ là phải rụng càng rồi. Con rụng càng này là mất giá trị á. Nhưng mà mình đâu có thích càng đâu, em thấy em mấy con về nè. Đó, mình bơi gần nhỏ xíu á. Con tôm cái á. Tôm đực là càng bự á. Tôm lột nè. Tôm lột nấu ngon, dùng xèo. Tôm này mới chắc mà. Rồi sau khi chụp hình xong mình sẽ bỏ nước đá vô cho nó chết. Nó chết thì mình mới luộc. Chứ Chứ mình để vậy mình luộc á nó sẽ ngoe ngoảy rụng càng, thứ hai là thấy tội tội lắm, cho nên làm cho nó chết. Cách mình bỏ nước đá vô tí xíu là nó chết à. Ít thôi. Ít thôi. Lớp mỏng rồi à? Chút nữa, chút nữa. Hả? Chút nữa. Thêm nữa hả? Ừ. Rồi đi. Mình sẽ hấp muối. Tôm mà cho nên cần lớp muối mỏng rồi xả mình đập cho dập dập ra. Tôm bình thường là mình hấp không mà nó đã ngon rồi. Mình gia tăng thêm cái hương vị của nó là mình thêm xả vô với muối vô, nó sẽ đậm đà với lại nó thơm. Với lại mình sử dụng thêm một củ tỏi nữa, mình cũng đập dập dập bỏ ra luôn. Tỏi xả. Cái nồi này cơ bộ nó hơi không đủ chỗ. Con này không ngon, con này bị lột. Lột nó mềm xèo. Con lột mà tôm xong á nó ngon. Còn con tôm nuôi lột nó mềm mèo. Lửa mình chậm ghiu ghiu thôi, chậm quá nó khét à. Cái này quên cắt rau tôm lại. Có bầu với chị hai. Mình lấy ruột bầu ra mình nấu canh. Lắc đầu là dở quá hả? Lắc đầu. Ăn con tôm xong rồi chan canh vô lắc đầu khen ngon. Mấy củi này nó cháy không có đầm.
Món này làm đơn giản và nhanh chóng. Luộc với nướng thì mình đầm hoài, mấy hổm ăn luộc với nướng thấy cũng mấy này hấp thử ăn cho nó ra xem. Thơm không? Có xả này thơm mà. Nó thấm thấm không? Đã 15 phút trôi qua. Để mình coi cái nồi coi nó tới đâu rồi. Rồi tôm nó mới đỏ đỏ thôi. Tại vì mình hấp mà nó phải lâu hơn nóng. Đó, bây giờ mình ngồi đây mình có thể ngửi thấy cái mùi thơm của sả, của tỏi nè. Nhưng mà cái mùi của tôm thì mình chưa. Tại vì nó bị sả lấn áp rồi. Wow, quá thơm. Quá ngon. Cái mùi sả thật là thơm quá. Nhưng mà mình hấp thêm tí xíu nữa đi cho nó chắc ăn. Nếu không mình lấy con nghe mình thử. Giờ tôm đã đến đâu mấy Nguyên dở nắp lên coi. Nóng hả? Cầm gâu nó đó. Tô ớt nhìn thấy thèm không? Cầm con có cái càng kìa. Nước tôm ra đó. Rồi. Con sẽ ăn. Cái nồi. Rồi ăn không vậy hả? Chấm nè. Có găm không? Con ăn nha. Tôm, tôm hấp muối. Tôm bỏ lá chuối. Ăn nha mà. Giờ phải có cái gì? Này tôm lột nè. Tôm kè. Hỏi mang tôm lột cho. Con ăn tôm lột. Mớt này ngon không ai ăn ha. Ăn mấy ớt kia ha. Nè. Này mướt rồi hả? Này mướt chứ không phải là không phải nước mắm. Yeah. Muối nha. Chấm thử coi. Càng nè. Con ăn đi. Này có đường gì nó kẹo kẹo dữ vậy ta? Có đường. Càng nó cũng còn. Giống như cái gì á? Mướt ăn gian hả? Ừ. Giống mày. Giống giống. Cái ngọt làm gì nó giống giống hơn nước mắm vậy ta? Không có nước mắm. Ô mặt à. Rồi Nguyên ăn coi. Mập đặc ơi, tôm này mập đặc ơi. Tôm này chắc. Tôm này chắc rồi. Ờ chắc. Gửi cho Đạt con đi. Để mà ăn cái sàn. Vô nè. Một con tôm là một lon bia đó hả bạn? Con hai lon lon. Nó cái càng này hấp lon rồi. Muốn nhấn nhấn thôi. Sao bỏ con tôm như đó. Cái mẹ hay vậy? Nhớ lấy nhận cô Bảy vậy hả? Hải em nó cần cô Bảy luôn. Anh cần cô Bảy. Trái cây nè Quyên. Kèm vô. Tôm nè. Ký tôm 300 ngàn. 300 ngàn một ký. Ừ. Ký được mấy con? Cái bộ mà tôm mà. Ký được 8 hoặc 9 con vậy. 10. Đó, cá là vậy đó. Mày chém mưa ớt xong rồi ăn mưa ớt không nào. Với rau tôm nào nào. Rau tôm. Rau tôm đâu dưới ruột bầu hả?
Chồng cho ăn gì húp rồi con ăn gì? Con ăn con tôm. Anh Vinh nói không ra hai cái bầu con tôm nhóc chưa? Con tôm nhóc nè. Hai bầu vô đó canh. Con thơ. Chồng cho ăn gì con ngồi con ăn gì? Con này. Nè. Vô cốc đi. Mẹ không biết gì. Cái gì đi? Mặn à, đâu có chấm gì đâu. Rồi con nó nằm với muối rồi. Con nó nằm với muối nó mặn à, bị nước muối hút vô á. Chảy xả ít quá. Nè, con. Muối xả hả? Ừ, uống mới đã. Thôi cái càng đâu, thịt mà. Quá trời không? Nè anh nè. Tôm này không có gạch nhưng mà chắc. Tôm này thịt nó ngọt ha. Bảy giờ bảy có con nào chưa? Chưa. Hả? Chưa. Rồi, con ấy ăn rồi chứ bộ. Chưa. Bảy ăn đầu không mà ăn sớm nè, bảy nè. Anh Vinh nè. Em nè. Quy nè. Hai lon đậu giá. Chấm ớt không? Mặn không Quy? Cho nó thử mưa ớt rồi chai không? Mưa ớt tiếp nhiên mới chai nào của con không chai. Mưa ớt rồi chai. Thôi ơi cho nè. Ôi nó ngon. Chú lon nè. Có gì? Có gì? Chị có cổ hút ở đây à? 3 năm sau đi cơ ơi. Có cổ hút ở đây à? Đầu thôi không bấy. Không biết mùi vị nó thế nào ha. Nãy giờ mình chưa ăn. Hai cục thịt ở đây nào. Cái trắng trắng ăn được luôn á Thực. Cái trắng cạp cái trắng này xong nó tuốt nguyên một vài thịt ở dưới đây nè. Nè, được chưa? Ừ. Mấy con dây sạch dưới đây được, bỏ rồi trời. Nè. Ăn đi. Rồi lột để nguyên cái đầu vậy đó. Nãy giờ thèm cũng chết luôn. Chưa ăn được. Chảy nước miếng không? Chảy nước miếng. Đây mình đang quay cho nên nhờ sự trợ giúp. Chảy nước miếng không gặp. Chảy nước miếng không gặp. Nãy giờ thấy cái ngực ức nhẹ. Ướt đổ mồ hôi không à? Rồi bây giờ chấm cái coi. Vì đợi mọi người ăn xong rồi, mọi người hết rồi cái đầu mình ăn. Chép lại ha. Chép lại. Ừ. Cái tôm này ăn tôm hay ăn tôm tinh nè. Giờ mình tới 3 cái gì vậy? 4. 2 4. Ừ. Tôm này hồi nhỏ không biết bao nhiêu mà nói. Ừ. Mà hồi xưa nhiều á thì lại không ăn. Bán đâu ăn bán trơn á. Bắt bán hết rồi có được ăn đâu mà làm lợn á. Không được ăn luôn á, tôm tươi. Có ăn nhưng tôm lóng rồi ăn nhóc. Nhỏ mà. Anh hai đắp ở đây nè, nó nổi dâu lên thôi anh đây nè. Quá chắc. Mười mấy năm gì trước. Thịt quá chắc luôn. Chắc lợi ha. Không lấy gì chưa anh thịt chưa biết. Bữa tôm bự rồi bán thôi. Ăn tôm thăm. Còn mình nè nằm đó kìa. Mấy hồi ngủ ngắt. Tao để họ tay tao quýnh liền. Những công nhân thải ngon gì đâu trời. Không chú à. Nó hai mẹ con mới làm. Cái gì kỳ vậy? Cái gì vậy? Cái hậu còn mặn quá. Hậu tao ngọt lắm. Bỏ muối nhiều. Nè, ngon nè. Đừng gói hết đầu nè. Của em mặn chát, của em muối không. Ờ ăn tôm xong ăn xoài vô. Không được. Kỵ nha.
cam mấy chị. Canxi vô đi, cầm gì? Mấy bắp hoài vô đi. Ăn canxi, ăn cua, ăn tôm vô xong ăn mấy cái trái cây mà giàu vitamin C là không được. Dở ăn rồi, nước mắt biến được. Chắc không dám cắn nhiều đâu. Biết lắm mà, em biết. Thấy thèm thèm tém tém miệng là biết cắn hết à. Cắn nhiều sợ hết. Kìa bên kia cắn muối nhiều vô. Cắn gì? Bên kia còn đó. Nè cái đầu này con làm cái đầu thử cái đầu đi. Ăn đi. Còn càng thấy cho bảy. Nè. Đây đưa cái đầu đây ăn cho. Bảy nãy giờ bé ăn đầu quá rồi. Con muốn làm cái đầu nó kìa. Làm cái đầu đi. Nè, con nè. Nè mới càng đi. Hồi ra tao được gà tao bắt. Còn muối ớt nhiều quá à. Dư muối ớt. Còn muối ớt nhiều quá à. Hết tôm rồi đi được gà. Nay chị hai ăn cơm với vịt kho gừng à. Kho gừng. Ớt. Tốt quá à. Kho gừng. Bia nóng luôn hả? Công nhận cơm là ngon á. Sạch tiếng nhắc. Còn luôn hả? Trời ơi. Mày ăn chưa? Không ăn chị? Chén hết rồi. Hai mày. Có mày cơm gì? Hai ăn chưa? Hết rồi, còn mình con chưa ăn à. Ăn đi. Nè. Bá cái văn lên bàn rồi. Cái đậu. Nè. Cái đậu lên hôm lột ra. Con nó càng nhỏ càng bự rồi. Nó càng bự gãy càng nó mọc ra sao á. Nó bị gãy càng á. Thì nó mọc ra càng lớn hơn. Càng đi, có được không cơm. Càng nó càng đầy đầu. Càng nhỏ càng to. Càng nhỏ càng to. Càng nhỏ càng to. Con nào càng nhỏ càng to. Lẫn tôm hả? Không phải. Cua. Cua. Ừ, cua cũng không có mà. Con tôm thì thường hay càng nó bằng nhau. Có con đó, nó không phải, con nó càng bự càng nhỏ là do nó bị rụng, nó mọc lại chứ. Con cua là mới thực sự là bên bự bên nhỏ. Chả dưới đây con tôm gì cho Nhi đi Thắng. Tôm nãy dưới giống to quá. Cái này xả nết quá với lại tôm nó chưa gáo nước á. Nó ra nước quá. Mấy con tôm nằm ở dưới nó có thể là thấm nước mặn. Rút kinh nghiệm lần sau. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nha.